bây giờ bỏ tất cả những gì chúng ta đã bàn luận trong tuần vừa qua đi, bắt đầu lại từ đầu. Uống với anh một ly đó. Ê, cô. Anh Chi, chạy đi, chạy theo mình. Bắt máy nè. Sao Chi không nghe máy vậy? Chắc là phải có chuyện gì kinh khủng khiếp lắm. Bên trong con người này vẫn là cậu bé Nam Phong ngọt ngào của ngày nào mà anh Chi từng biết. À, ăn một chút thôi. Nói tôi nghe đi, có chuyện gì xảy ra vậy? Gọi điện mà không nhấc máy như vậy, lo muốn chết đi nè.